Hôm nay là thêm một căn nữa trong cái dự án là 1 triệu căn nhà mua sửa chữa bán kiếm lời ha. Thì chia sẻ cái thực tế để cho những ai có ý định mà mua nhà sửa lại bán để cho biết. Thì căn này á, là bên công ty Trí Đạo mua và cho thuê 2 năm rồi, bây giờ mới làm lại bán. Thì làm lại thì gồm có thay cái vinyl plank này này, còn cái phía bên kia gạch thì để tút lại cho nó đẹp thôi chứ không cần thay đó. Rồi cái mấy cái chỗ cửa rồi thì sơn lại cho nó đẹp thôi đó. Mấy cái chỗ này hôm bữa nó cái miếng này nó bị tróc ra này, làm lại đánh lại này là ngon lành rồi này. Còn cái cỏ phía sau cũng cắt dàn xuống và có thể cái hàng rào đằng xa kia chắc phải sơn lại, tại nó cũ nó dơ quá, có thể dùng cái power wash rửa sạch xong mà sơn lại. Rồi phía trong nhà thì sơn lại hết rồi, thay bữa hôm là cái bóng đèn tiếp dạng ấy nè thì đã thay là bằng neon và bằng 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 LED. Còn cái bếp này còn ngon thì thôi giữ lại, chỉ có cái máy rửa chén á, thì mua lại cái loại mới này rồi thay cái sinh inox một theo tiêu chuẩn mới này, cái vòi mới rồi lại cho nó xịn sò rồi. Rồi ở dưới này á, thì mình mò mò mình kêu cái người làm đá họ không có chịu làm plumbing, thành ra mình mới mò mò mình làm cái này thử cho biết chơi, ai nhà cũng làm được cũng vui. Đó là lắp lại cái xây rác với là hệ thống plumbing lại luôn nè đó. Thấy đúng là bị nước nó chảy hết rồi. Cái cabinet thì nó màu trắng đẹp sẵn rồi. Rồi cái mấy cái này trim là cũng sơn lại cho nó trắng nhìn nó đẹp nè, sơn lại hết. Sơn lại nhà này thì gồm có là sơn lại là một, làm cái floor lại là hai nè, floor lại là hai. Rồi cái granite core, nó gọi là core, xài cái mới bây giờ là core countertop nè, core countertop nè đó. Rồi cái này cái bên đó họ không làm, cái mình mò mình làm thử cho vui, anh như làm được lần đầu tiên làm plumbing luôn á đó. Cái này này là nó tự này, không có bị chảy nước gì nữa hết, ngon lành rồi. Ngon lành đó, là không có bị chảy nước là gì hết, là ngon rồi. Cái đèn thì nó màu này thôi, Mỹ trắng nhiều khi nó thích màu này thôi, thành ra để đó khi nào nếu mà họ cần thì họ đổi sau, cái mình cũng không biết ý họ như thế nào. Máy lạnh thì cũng đã clean lại và thay cái filter ở dưới này nè, nhiều nhà không biết máy lạnh ở đâu, mò hồi cuối cùng cũng ra rồi. Cái gara thì cũng sơn lại cái gara đó, mình là mình hay sơn gara nhìn cho nó sạch sẽ đẹp đẽ chứ không để hai cái màu kia đó. Cái căn này thì có sẵn cái garage bên nào rồi, có một căn khác thì phải install cái đó. Còn cái này là nhà mình ở thì mình làm cho sạch là mình làm cái epoxy, nhưng mà ở đây thôi chắc cũng không có cần thiết lắm. Tắt rồi, ok rồi. Cái thử sơn làm cái gì nữa đó, nhà này là làm cái cơ bản vậy thôi, tại vì cái chủ yếu là sơn rồi làm cái sàn rồi thay một vài cái đèn để cho nó hiện đại và thấy ok rồi. Bây giờ cái này thì đang tính kêu công ty họ đánh cho nó bóng, nó sạch đẹp cái sàn nữa đó. Rồi còn ở trong từng cái phòng đó, từng cái phòng thì cũng đã làm hết rồi, đã sơn sơn lại hết, làm cái floor lại.
thì mình có cái chú này quen, chú làm cái floor bên này, plan cũng mò lâu lắm tại chú chưa có rành, nhưng mà cuối cùng cũng mò được ngon lành rồi. Rồi mấy cái trim này lúc đầu nó bị hở ra, xong tìm mất cái chú và chú làm lại và sơn lại rồi đánh keo lại, cái thành ra bây giờ nó không có bị hở, lúc trước là nó hở đó, rồi sửa lại hết rồi, cái màng và lên cũng ngon lành rồi. Rồi đến cái bathroom này á, thì đây mình cũng mới vừa thay cái này xong, trời cũng chạy chợt á, cái cổ chai này lúc nãy nó bị ấy nước, chỗ này mình phải mua thay là cái dây này đó, thay là cái dây này, bây giờ là ok là hết chạy nước mà ngon là thứ học một chút cho vui. Đó, là nghiên cứu trét cái cách mà trét cái này nữa làm sao để cho nó cái phòng tắm của mình nó ngon lành này. Cái này thì đã có cái toilet dạng này rồi thì cũng xài được. Ok, bây giờ để coi thử cái phía ngoài thử mọi người góp ý làm sao nha. Phía trong thì cái này nếu mà xịn nữa thì làm cái bát flush cho nó sạch sẽ cũng được, hoặc là cái bếp này bát flush cho là có nghĩa là nó ấy cho này, nhưng mà thôi kệ chưa cần thiết tại cái khu giá nhà này nó không có cao, nếu mình làm nhiều quá thì giá bán nó cao lên thì có khi khó bán, thành ra bằng cơ bản vậy thôi cũng được. Rồi cái khu này những cái nhà kia vậy đó, rồi bên gần đây cũng có một cái nhà nó bán đó, gần đây cũng có cái nhà bán đằng kia thì ở ngay này cái gạch đó nên nó có một vài chỗ nó trắng trắng như này, không biết mọi người nghĩ làm sao. Rồi mình có cần sơn lại cái gạch không, còn cái siding với cái roof rồi thì thấy ok đó, cái gạch thì nó trắng trắng vậy, còn cái cửa gara với là cái xa đi thì nhìn cũng ok rồi. Mọi người cho ý kiến là mình có cần sơn lại cái gạch hay không ha, tại vì cái nghĩ cái xa đi này chắc không cần sơn lại đâu, chỉ có cái hàng rào thì nó cũ để chắc có thể sắp xếp sơn lại. Rồi chia sẻ mỗi căn thì tùy theo căn, tùy theo giá mình mua, nhưng mà thông thường thì chỉ canh ma mua wholesale giá rẻ, thành ra là thị trường cỡ nào cũng không lỗ hết, làm cái này những cái mùa rảnh rỗi nó cũng vui. Ok, rồi vài thông tin chia sẻ cơ bản, hẹn gặp lại quý vị ở những cái video kế tiếp về mua nhà, sửa nhà, bán nhà cho nó vui. Rồi ok, hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình trong dự án là mua, sửa chữa, bán lại dự án 1 triệu căn nhà sẽ tiếp tục. Thank you.